Các bác, em hôm nay trở lại quay video về cây phi điệp xanh Phú Thọ. Cây phi điệp quá nổi tiếng vào những năm 2014-2015, bởi vì cây này mua lúc đấy thời điểm rất là giá trị rất là lớn, đó chính là 30-40 triệu một thân, khủng khiếp luôn. Ngày đấy bởi vì năm kính trắng thì rẻ mà 2-3 triệu à. Cái này đột biến xanh nó rất ít, gần như chưa giờ thấy. Đến bây giờ vẫn chưa có cây thứ hai trên thị trường giống với cây như này, đó chính là cây xanh Phú Thọ. Còn có một số cây thì nó cũng màu này nhưng mà nó là màu vàng. Cây này thì nó khá là xanh. Và trong cái dòng xanh đấy thì như em thấy thì nó lại là có nhiều cái kiểu dạng xanh nhiều xanh ít ấy. Bởi Phú Thọ nó có hai cây, nó là một cây xanh ám, ám xanh Phú Thọ. Còn cây này nó là cây xanh nhiều hơn thì người ta gọi là cây xanh Phú Thọ để cho nó dễ nhận biết giữa hai cây. Còn cây xanh ám kia thì có năm xanh, năm không xanh, còn cây này thì đa phần là năm nào nó cũng xanh. Ít những năm mà nó không xanh lắm. Bởi vì cây này là em đã biết nó được từ lâu năm rồi, 5 năm à. 4 5 năm nay rồi. Nên là em biết hoa của nó, kiểu của nó như nào. Còn cái với cái cây mà em sắp quay đây thì hoa là năm nay là nó không được đạt cho lắm. Bởi vì bông nó quá to. Và cái thứ hai là nó bị thối thân ở trên đỉnh. Nên em phải cắt nó ra. Cắt ra để em chữa bệnh ấy. Đấy, cho nên là nó lại ra mấy bông hoa nên mà nó không đẹp lắm. Nếu như cây mà còn hoàn thiện ấy, cách đây 2 hôm em đi lên Hội Lan Yên Bái, có một cây nở rất đẹp nhưng mà ở trong Hội Lan thì em không thể quay được. Em phải quay dạo một bước một vòng ấy. Nhưng mà lúc ấy sớm nên là chẳng có mấy người người ta mang đến nên là em không nhớ lúc có cây gì, em chỉ quay qua thôi. Những cây nào có em giành được vừa thời gian ngắn, lúc đấy buổi sớm. Về sau nó rất đông, rất là đông nên là không thể quay được, đông lắm. Đấy thì em bây giờ em xin giới thiệu các bác về cái cây năm cánh xanh Phú Thọ. Để các bác xem thêm, để các bác có thể là lựa chọn những cây phi điệp hoặc những hoa phi điệp đẹp để các bác lựa bác chơi. Những cây này thì giới thiệu các bác là em sẽ nói về cái mầm trước nhá. Đây là mầm của nó này. Đấy, mầm này là to rồi các bác ạ. Mầm này là to rồi nhá. Mầm này thì nó mới lên thì là thân lá của nó hơi ám một tí. Hơi ám một chút, cổ nó có khắp này. Đấy các bác thấy không? Cổ nó hơi ám tím. Chính vì cổ nó ám tím này nên là cây này nó là cây tím mà. Đây cái tím, cái cánh tím mà. Chẳng qua là ám xanh thôi. Bởi vì là ám tím nên là nó tím ám xanh nên là cái giá trị của nó không thể bằng cây trắng mà ám xanh được. Những cây trắng ám xanh thì cây nào nó mới nở trắng sau nó xanh. Đấy, các bác nhìn này. Thân của nó này nhá, ở cổ lá là nó khắc màu tím. Khắc màu tím cái này thì các bác phải tự nhìn này các bác biết thôi. Nó dễ mà đúng không ạ? Chẳng có gì khó cả. Bởi vì là cái dấu hiệu này là dấu hiệu rất là dễ của phi điệp ấy. Đấy, thì cây này nó sinh ra nó là đã khắc tím với nhau, nó nảy mầm vào từ khoảng đầu riêng nên là mầm bây giờ của em nó bây giờ tháng 4 rồi. À tháng 5 rồi. À đâu, lịch dương là tháng 6 rồi. Thì âm là tháng 4. Lịch dương là cuối tháng 5. Nhưng bây giờ thì cái cây này nó lớn khoảng tầm độ 30 cm là cái mầm to nhất. Còn nó sẽ nảy mầm dịp tháng riêng tháng 2. Mà cái dịp tháng riêng tháng 2 ấy thì nó rất là nhiều ốc sên. Nên là các bác trồng cây thì phải để ý nhá. Dịp tháng riêng tháng 2, tháng 3 là sẽ rất là nhiều sên. Các bác phải bỏ thuốc sên, thuốc rắc ốc sên ấy để cho nó không bị ăn mất mầm. Thì như cây này của em này nó không bị ăn mầm. Thì là nó sẽ lên được cái mầm rất là khỏe và to đây này. Đây các bác nhìn này. Đấy, nó lên một thân nó đẻ hai mầm rất to luôn. Gốc to mà dễ phát triển khỏe. Nhiều rễ nhá. Cây rất khỏe. Bởi vì cây nó khỏe nên là nó phát triển nhanh lắm. Thì khi mà đầu năm ấy mà nó không bị ăn mầm ấy thì nó sẽ lên mầm sớm, khoảng tầm tháng 2 nó lên mầm. Thì đến bây giờ thì là nó có phát triển như này là đúng thôi, nó hợp lý thôi. Thì các bác để ý cái thời gian đấy là các bác rắc thuốc ốc cho nó để cho không bị ốc ăn mất mầm nhá. Thì nó lớn như này là được này. Thì là mầm lớn thì mầm nó như cái này ấy, thì là thân thì nó khoảng tầm độ 0,5 đến 0,7 mm.
Lá của nó thì dạng lá so le. Lá so le và từng lá một thì từng mỗi cái lá thì nó sẽ có cái cổ lá, nó sẽ có khớp tím này. Các bác thấy này. Nó khớp tím như này này. Đấy, nó có khớp khớp mờ mờ đấy. Chỗ này là khớp mờ mờ này. Đấy thì đều khớp và nó ra lá như này. Ra lá thì cái dòng này là dòng lá khá đẹp. Lá dày nhưng mà dạng lá nhọn chứ không phải là dạng lá tròn. Và cái này có đường kính lá nó khoảng từ 1,5 đến 2,5 cm. Đấy ạ. Dạng lá nhọn nhé, không phải dạng lá tròn đâu các bạn. Lá nó vẫn có sọc trắng bình thường như những cây khác em đã từng phân tích. Thực ra ấy, thì cái cây này nó cũng không phải là dạng 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 đột biến, đây là thân lá của nó đấy, gần như nó là giống hệt bình thường, nó không có cái sắc tố nào khác, mà nó không có một cái sắc tố nào khác để